of safety. Em Phương, place là cái nơi chứ không phải là trò chơi đâu bạn, không phải là chơi đâu. Place, Tú ơi sai chính tả rồi. A place of safety, một nơi an toàn. Để con muốn ăn chim muối vào để ăn nha. Ăn ở ngoài đi con, mẹ đang làm. Ăn ở ngoài, lấy cái muỗng ăn ở ngoài đi. Một lần duy nhất. Em rồi. Em nó bên ngoài với con mà. Ở ngoài ăn nha, không vô đây nha. Spoon thêm chữ O vô Tuấn. Rồi tiếp theo bây giờ mình có cái từ sound. Spoon thiếu một chữ O rồi Tuấn. À, lại nó nhỏ. Nó đòi ăn ở trong phòng á, nó đòi đem bánh bông lan trứng muối vô ăn trong phòng á. Tại vì hồi sáng là mình được mua trà sữa với bánh bông lan trứng muối. Cho nên giờ nó đòi vô đây ăn, mà ăn trong đây nó kiến nên đuổi ra ngoài. Rồi, từ tiếp theo là tính từ và danh từ luôn. Tính từ, danh từ và động từ luôn, và trạng từ luôn. Từ này có rất là nhiều nét nghĩa, mặc dù nó rất là quen thuộc với mọi người. Sound, âm thanh đó mọi người. Âm thanh đó, sound. Sound, sound. Quá trời nét nghĩa luôn. Sound. Mọi người có nghe cái bài Safe and Sound của Taylor Swift không? Safe and Sound. Mọi người có nghe bài đó chưa? Sound, South. Khác nhau âm cuối hả em Phương? Mình nhắc lại ha. Sound. Safe là an toàn, không phải là say mà là safe. Thôi cô không có hát đâu Phúc, đừng có gài. Gài hả? Gài cô hát hả? No, không nhiên. Safe and sound. Safe and sound nha mọi người. Ờ khà khà. Gài ha, biểu cô hát hen. Safe and sound là bình an vô sự nha mọi người. Safe and sound. Safe and sound, bình an vô sự. Sound khác với voice, đúng rồi bạn, khác nhiều. Voice là giọng nói, còn sound này chuẩn bị mình sẽ biết tới 7749 nét nghĩa của nó nè em Phương. Hát supply luôn. Ờ, hát xong các bạn unfollow mình luôn. Thôi, để cho mình safe and sound đi nha, bình an vô sự đi nha. Ok, rồi bây giờ tính từ nha mọi người. Tính từ có nghĩa là khỏe mạnh, cường tráng, lành mạnh. Tính từ có nghĩa là khỏe mạnh, cường tráng, lành mạnh. Ví dụ như một cái cơ thể, một thân thể tráng kiện. Safe, safe là an toàn các bạn. Là S-A-F-E chứ không là safe. Safe, safe, an toàn á. Một cơ thể lành mạnh, tráng kiện, khỏe mạnh là a sound body. Một thân thể tráng kiện. Nghe xong cái nhân cái liên tưởng đến six packs liền. Sáu múi liền. Nói vậy thôi chứ mình không có mê sáu múi nha. Không hề mê nha mọi người. A sound body. Một thân thể tráng kiện. A sound body. A sound body. Chào Harry nha. A sound body. Một thân thể tráng kiện. A sound body. Tiếp theo, một trí óc lành mạnh. A sound mind. A sound mind. Mind. Trí óc lành mạnh. A sound mind. Cái này là cái nét nghĩa là khỏe mạnh, tráng kiện hoặc là lành mạnh. A sound body. A sound body là thân thể tráng kiện. A sound mind, một trí óc lành mạnh. Yes, a sound body. Đúng rồi Phúc. A sound body, a sound mind, một thân thể tráng kiện, một trí óc lành mạnh. Rồi bây giờ tiếp theo nữa, cái từ sound này có nghĩa là lành lặn hoặc là không có bị hư, không bị hỏng. Ví dụ như trái cây mà cái quả nó lành lặn, nó không có bị dập nát á, không có bị đen ở ngoài thì mình gọi là sound fruit. Sound fruit có nghĩa là một cái quả mà ngon, tươi ngon, lành lặn, không có bị dập, không có bị đen ở bên ngoài, không có bị mềm nữa đó, thì mình dùng là sound fruit. Sound fruit.
some sour fruits, thêm s vào em Phương. Some sour fruits thì thêm s vào. Sour fruit là quả mà lành lặn, không có bị dập, không bị thối. Rồi tiếp theo, bây giờ mình nói cái nét nghĩa là đúng đắn hoặc là có cơ sở hoặc là logic, hợp lý. Thí dụ như là một cái lý lẽ mà rất là có cơ sở. A sound argument. Sound argument, một lý lẽ có cơ sở, có nghĩa là cãi với người ta nhưng mà cãi có cơ sở chứ không phải là cãi cùng, không phải là bạn là nhất, nhất bạn rồi, hoặc là bạn mà sai là không ai đúng, kiểu vậy là cãi cùng cãi cối. Còn bây giờ mình nói là gì? Một cái lời lẽ, một cái lý lẽ có cơ sở thì mình sẽ dùng là sound argument. Sound argument. Argument ở đây mình hiểu là một cái gì đó nó cái lý lẽ mà để biện hộ, để phản biện lại á. A sound argument, một lý lẽ có cơ sở. A sound argument, một lý lẽ có cơ sở. Một lý lẽ có cơ sở. A sound argument, ok. Rồi bây giờ mình nói là một cái quan điểm hợp lý. Quan điểm thì mình có từ views hoặc là opinion. Argument là cãi lộn hả? Tranh luận các bạn. Mình dùng cãi lộn mình nghe chợ bú. Tranh luận. Hang. You're so right hả? You are the doctor. You are a doctor là bạn là nhất rồi. You are a doctor. Rồi bây giờ mình nói là một cái quan điểm hợp lý thì mình dùng là a sound view. A sound view. Một quan điểm hợp lý. Hoặc là sound views, thêm s, thêm số nhiều cũng được. Sound views hoặc là a sound view. Số nhiều gì cũng được nha. A sound view hoặc là sound views. Viewpoint hoặc là point of view. Viewpoint là cái đầu tiên bạn viết là đúng. Còn ở phía sau mà bạn viết thì bạn phải là a point of view, là một cái điểm của cái quan điểm. Argument là không, argument là tranh luận. Còn cái từ sound có nghĩa là có cơ sở bạn. Rồi tiếp theo bây giờ mình nói một giấc ngủ ngon. Thay vì mình nói là a deep sleep thì mình có thể nói là a sound sleep. Mời các bạn. Đúng rồi, view, a point of view hoặc là viewpoint. Thay vì mình nói là một giấc ngủ ngon có thể là a good sleep, a deep sleep, a tight sleep, hoặc là mình nói là a sound sleep. Có cơ sở tranh luận, ok. A sound sleep, một giấc ngủ ngon. A sound sleep, một giấc ngủ ngon. Vậy bây giờ mình nói là gì? Tôi có một giấc ngủ ngon vào tối qua, mình nói sao mọi người? Phong cảnh đẹp ha, không? Quan điểm hợp lý bạn. View ở đây không phải là phong cảnh mà là quan điểm. Mình nói là gì? Tôi có một giấc ngủ ngon tối qua. Từ have chuyển thành quá khứ. Phúc ơi, had. I had a sound sleep last night. Tôi có một giấc ngủ ngon. I had a sound sleep last night. Đúng rồi anh Thư, ok. Bạn 046870. Đúng rồi bạn, sweet sleep cũng được ha bạn ha. Lily đúng rồi, Vincent đúng rồi, quà tặng cuộc sống đúng rồi bạn. Ok. Rồi, tiếp nha. Danh từ. Bây giờ mình nói đến cái nét nghĩa là danh từ. Danh từ thì có nghĩa là âm thanh hoặc là tiếng động. Âm thanh hoặc là tiếng động thì cái này là mọi người biết rất là nhiều luôn đúng không? Rất là quen thuộc với mọi người, âm thanh hoặc là tiếng động. Hoặc là cái giọng. Sound này cũng có thể nói là giọng. Thì giọng này nó sẽ bằng với từ voice nha bạn Phương. Hồi nãy bạn Phương hỏi mình á, là sound với cái nét nghĩa là giọng, là danh từ, thì nó sẽ bằng với từ voice mà hồi nãy bạn hỏi mình. Nhưng mà với cái nét nghĩa này thôi nha, là danh từ và có nghĩa là giọng, thì nó có nghĩa là nó bằng với từ voice. Ví dụ như mình nói là một cái giọng vui vẻ. A cheerful sound. A cheerful sound là một cái giọng vui vẻ. Một giọng vui vẻ, một giọng nói vui vẻ, hay là một sound, giọng, ok. A cheerful sound, một giọng vui vẻ, có giọng vui vẻ.
Giọng này không hẳn là giọng nói nha mọi người, kiểu như là một cái bài phát biểu mà có giọng vui vẻ, là có vẻ như là vui vẻ, cái lời văn rồi đó, hoặc là cái giọng của cái người nói mà nó toát lên cái vẻ vui vẻ. A cheerful. Bạn Cham Lam 88 đúng rồi bạn. A cheerful, một chữ L thôi Tuấn ơi. Rồi động từ nha. Động từ đó thì mọi người, cái này mình nói về ngữ pháp một chút, mặc dù là mình không có, sẽ không hướng dẫn mọi người ngữ pháp ở đây, nhưng mà mình sẽ nói một chút tại vì nó dính tới cái từ này. Sound này mình có thể được gọi là từ liên kết, động từ liên kết là linking verb. Thì nó gồm, nó chung một nhà với lại cheerful là vui vẻ đúng không bạn? Nó chung một nhà với lại to be nè, appear, taste, smell, sound, rồi nói chung là những cái giác quan rồi đó, feel rồi đó. Thì cái đó gọi là động từ liên kết. Thì động từ liên kết sau nó sẽ là tính từ. Như thì động từ liên kết sau nó sẽ là tính từ. Thí dụ như bây giờ mình có cái từ sound này, nó không phải là động từ của nó không phải là cái âm thanh nữa, mà nó là nghe có vẻ, nghe như là, nghe có vẻ, nghe như là. Thì thí dụ mình nói là gì, cái điều này nghe có vẻ hay đấy, it sounds good, it sounds good, điều này nghe có vẻ hay đấy. Thay vì mình nói là good idea, mình nói thay vì là đồng ý, nó là good idea.